Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, Diễm Quỳnh xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn trong cuộc sống của mình. Họ có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc và cuộc sống. Vậy nên, trong tháng 8 âm lịch này thì họ rất thành công và được mọi người ngưỡng mộ, tôn sùng. Tháng 8, tuổi Tân Mão được quý nhân tương trợ giúp đỡ, vậy nên quý vị hãy mạnh dạn đưa ra những quyết định mạo hiểm, liều lĩnh. May mắn chính là dành cho tuổi Mão này bởi vì họ đón nhận tin vui trong tình cảm. Người độc thân sau những quãng thời gian dài thì đã có thể nên đôi thành cặp, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn của mình. Các cặp đôi đang yêu hóa giải được những mâu thuẫn bất đồng trước đó để có thể có được tiếng nói chung cần thiết. Mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung để biết thêm chi tiết. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mệnh, có mệnh tùng bách mộc, gỗ cây tùng, là người yêu thích yên tĩnh, tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo, hơi thái quá và thậm chí có thể là người láo lỉnh, nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ chính là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách thoát khỏi bế tắc. Người Tân Mão sống rất tham vọng và thường được đảm bảo về mặt tài chính, nhất là không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán bất kỳ lúc nào. Trong tháng này, gia chủ sống trong tình yêu thương của con cháu trong nhà, ra ngoài xã hội, được nhiều người kính trọng, quý mến, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên sẽ xảy ra một vài tranh cãi nhỏ với người trong nhà. Bản mệnh cần chú ý nhiều về tính tình của mình. Các mệnh chủ cần bình tĩnh tìm hiểu kỹ càng, chi tiết vấn đề mình gặp phải, rồi mới đưa ra phương án tối ưu để giải quyết, tránh trường hợp nhanh, suy nghĩ không thấu đáo, sẽ gây ảnh hưởng lớn tới công việc mình đang tiến hành triển khai. Tình hình sức khỏe cũng không thể chủ quan lơ là, bạn nên duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng để tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Xét về thiên can, tân âm kim gặp kỳ âm thổ nên gọi là thực thần, nghĩa là thân bị sinh, xuất tiết mất khí. Nên trong tháng này, các quý vị gia chủ Tân Mão cần hết sức chú ý và cẩn thận trong mọi công việc. Một chút sơ suất có thể khiến cho mọi sự cố gắng của bản mệnh đổ sông đổ biển. Gia chủ cũng cần chú ý tiểu nhân ganh ghét, quấy phá công việc cũng như gia đình của mình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Ở độ tuổi này của gia chủ không còn đặt nặng vấn đề sự nghiệp, vì thế mà mọi thứ diễn ra theo hướng ổn định, không có nhiều biến động tiêu cực. Với những người vui thú điển viên, vừa tăng gia sản xuất để cung cấp thực phẩm cho gia đình, lại giúp tinh thần phấn khởi, sức khỏe dẻo dai nên duy trì đều đặn. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mão để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Vì thế, người tuổi này có một cuộc sống khá dư giả, không phải đắn đo, lo nghĩ quá nhiều nếu phải rút tiền chi phí cho một khoản nào đó. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi năm Nhâm Dần thấy rằng sức khỏe có thể có chút khó khăn với người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng này. Đành rằng ở tuổi này sức khỏe của bạn đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do bạn chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian chăm lo cho bản thân. Bạn cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý nhẹ nhàng, chăm chỉ tập luyện các bài tập vận động thể thao theo độ tuổi. Do tuổi khá cao, bản mệnh nên thận trọng khi đi lại, dịch chuyển, hạn chế tình trạng bị té ngã, va quẹt xe cộ hoặc vấp vào đồ dùng trong nhà. Người có tiền sử bệnh xương khớp không nên đi đến những môi trường ẩm ướt. Thời điểm giao mùa cần chú ý chăm sóc cơ thể để khỏi mang bệnh vào thân. Các quý vị gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng tốt nhất cho quý vị gia chủ tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Các mối quan hệ trong tháng của gia chủ rất dễ bị ảnh hưởng theo hướng tiêu cực, gia đạo bất ổn do các thành viên không tìm được tiếng nói chung, đôi khi chỉ vì một vài mâu thuẫn ý kiến mà dẫn đến tranh cãi, không khí gia đình căng thẳng. Tháng này, bạn sẽ phải để tâm và lo lắng rất nhiều về những đứa con của bạn luôn không vâng lời và mất nhiều thời gian lòng vòng trong đó. Bạn nên thư giãn và để bọn trẻ đó sống cuộc sống của riêng mình. Hãy sống vui, sống khỏe, là người cha người mẹ trong gia đình, hãy là tấm gương sáng để con cái noi theo. Bạn đã sống gần hết cuộc đời, bạn biết cái gì tốt và cái gì không tốt cho chính bạn và cho con cái. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu, năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm, đại dịch thổ, tháng Dậu, lục hợp Thìn, tam hợp Sửu và Tỵ thành kim cục, xung Mão, hình Dậu, Hải Tuất, phá Tý và tuyệt Dần. Đối với những người tuổi Tân Mão trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày âm lịch ngày 10 tháng 8 năm 2022, tức ngày 5 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Dậu, có nạp âm Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 8 năm 2022, tức ngày 17 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Quý Dậu, có nạp âm Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 11 tháng 8 năm 2022, tức ngày 6 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tuất, có nạp âm Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 23 tháng 8 năm 2022, tức ngày 18 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Tuất, có nạp âm Sơn Đầu Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn đến như thế nào thì chúng ta cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua những việc luận giải tử vi của tuổi Tân Mão trong tháng 8 âm lịch sẽ giúp đỡ được tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình. Từ đó quý vị sẽ có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi, và quý vị cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và ấn chuông thông báo để có thể trở thành người đầu tiên nhận được những thông báo mới nhất từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Chúng tôi xin mến chào và hẹn gặp lại.